20 quy tắc niệm Phật thành Phật. Đạo sư Tịnh Không Pháp Sư. Học hỏi y theo sư phụ Thích Tịnh Không, lão hòa thượng giảng giải đề xướng phương pháp lập tức thành Phật, làm ra bộ phim hoạt hình này. Nếu đời này không thoát khỏi tam giới, vậy cơ duyên thành Phật phải đợi đến vô lượng kiếp sau. Tại sao vậy? Một, lương sư khó gặp. Hai, bản thân bị sa đọa, do tự tư nên ác nhiều thiện ít. Ba, môi trường càng ô nhiễm, cho nên tái sinh một kiếp không bằng một kiếp. Đến lúc đó khó nghe Phật Pháp, theo nghiệp lưu chuyển không được tự do, không thể kể hết. Hoàn cảnh thế giới thì càng ngày càng tệ hại, vì công việc, mưu sinh, sự tiếp xúc của con người ngày càng mật thiết hơn, phức tạp, tranh giành cũng ngày càng quyết liệt. Điều càng tệ hơn, ăn mặc hở hang nhiều, sự ham muốn về vật chất, xem hôn nhân như trò chơi, con cái không có giáo dục, luân thường không còn nên mất đi nhân tính. Chúng ta từ vô lượng kiếp không thể thoát khỏi tài, sắc, danh, thực, thùy, nên không thể chứng đạo. Thật sự quá là đau lòng. Sư phụ xuất thế giảng dạy chúng ta, ngàn năm khó gặp, thành tâm khuyên nhủ, thuyết pháp hơn 50 năm, đã đi khắp nơi, vì thế giới, vì chúng sinh, cống hiến tài năng của mình, kêu gọi quảng đại quần chúng mê muội quay đầu lạc bờ, đề cao hòa hợp thế giới, tiêu trừ đấu tranh và tranh chấp, toàn lực đẩy mạnh đệ tử quy, làm nền móng thành Phật. Mong thiên hạ chúng sinh bỏ đồ đau, theo sư chính đạo để được tự tại. Phim này chế tạo 2 năm, đặc biệt dâng lên sư phụ 84 hoa thánh và hơn 50 năm thuyết pháp. Các học trò dân hòa này chúc mừng và kính xin sư phụ thu nạp. Sư phụ, người là ngọn đèn soi sáng, là đại đạo sư của chúng con, lấy sự tự tại của người thức tỉnh chúng sinh mê muội. A Di Đà Phật. Học hội Tịnh Tông Phật Giáo thành phố Tân Trúc, toàn thể hội viên và hội trưởng Diệu Âm Lưu Tứ Nham đảnh lễ. Dân Quốc năm 99, ngày 1 tháng 1 năm 2010, ngày thánh đản của Đức Phật Di Đà. Giám đốc sản xuất Học hội Tịnh Tông Phật Giáo thành phố Tân Trúc. Bối cảnh Phật học, Học hội Tịnh Tông Tân Trúc cùng niệm. Thank you.
niệm Phật có thể tránh nạn. Ngô Sơn thời triều Thanh có một tiệm bói toán. Thầy bói toán tên là Ngô Doãn Thăng. Ngô tiên sinh ngoài việc giúp người khác chỉ điểm mê muội, đồng thời thích khuyên người khác niệm Phật. Người bình thường nếu như đọc xuông được một câu A-di-đà Phật thì chính là người có số mệnh rất tốt đó. Câu nào cũng thật hết đó. Cũng có khi Ngô tiên sinh cũng nói với người khác cảm ứng chân thực của mình khi niệm Phật. Thì ra Ngô Doãn Thăng là người ở Huy Châu. Khi ông còn trẻ, thường đến vùng Tô Hàng để buôn bán. Một lần tại Hổ Khâu, ông đã gặp một người xuất gia. Vị cư sĩ ơi, xin dừng bước. Có câu này không biết ngài có muốn nghe hay không. Cư sĩ tương đối có thiện căn, chỉ đáng tiếc là vào năm 29 tuổi sẽ gặp một tai nạn về nước. Lúc đó Ngô Doãn Thăng nghe xong trong lòng rất sợ, liền cầu xin sư phụ giúp mình cách có thể tránh nạn. Vị sư phụ đó nghĩ rất lâu mới nói: từ nay về sau ngài không nên sát sanh mà chỉ phóng sanh thôi, và phải thành tâm niệm Phật và niệm Đại Bi Chú, có thể tránh được nạn kiếp. Sau khi Ngô Doãn Thăng nghe xong, mỗi ngày đều làm theo, dường như không dám lười nhác. Đồng thời, ông cũng nghĩ đến lợi ích niệm Phật, nên thường khuyên người khác niệm Phật. Đến năm ông 29 tuổi, vì phải vội trở về quê, Ngô Doãn Thăng đã lên thuyền ở Giang Can. Ngô đại gia à, ngày mau lên thuyền đi, thuyền sắp chạy rồi. Ngô Doãn Thăng đã lên tàu. Tính luôn ông trên thuyền có 17 người. Khi thuyền đi được 10 lý, người thì nói chuyện với nhau, người thì nhắm mắt ngủ. Vào lúc này bỗng nhiên có cơn gió lớn và sóng đột nhiên nổi lên. Những cơn sóng lớn không ngừng ập tới, tận mắt thấy thuyền sắp bị lật. Lúc này Ngô Doãn Thăng đột nhiên nhớ tới lời sư phụ đã nói với mình. Vội vàng ông chắp tay niệm Phật. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Sao thuyền chao đảo mạnh vậy? Cứu tôi với, cứu tôi với. Trời ơi, sao thuyền chao đảo mạnh vậy? Một lúc sau con thuyền bị lật. Tất cả mọi người đều rớt xuống biển. Trong lúc hôn mê, Ngô Doãn Thăng nghe có người nói: Ngô Doãn Thăng khuyên người niệm Phật có công, có thể tránh khỏi kiếp nạn này. Khi Ngô Doãn Thăng mở mắt ra, phát hiện mình đã được những người đánh cá cứu mạng. Trong tay cầm chặt tràng hạt, bình thường ông thường dùng để niệm Phật. Cho nên Ngô Doãn Thăng đã đến Ngô Sơn mở một tiệm coi tướng số. Ngoài việc bằng về vận mạng, ông còn giới thiệu Phật Pháp. Sau đó phong trào niệm Phật ở vùng Hàng Châu rất thịnh hành. Dưới Thanh Thị và Hương Trấn cảm hóa lẫn nhau, rất nhiều nam nữ lão ấu đều thích niệm Phật. Mọi người đều nói công đức của Ngô Doãn Thăng vô cùng to lớn. Oh.
Niệm Phật giúp bình an mạnh khỏe. Gia thiện Triết Giang cuối thời Thanh có tiên sinh Châu Khệ Nam. Tính tình ông trung hậu, thường xuyên giúp đỡ người khác. Nhưng ông có một tâm sự luôn khiến cho ông rất buồn sâu. Nghĩ đi nghĩ lại, tiên sinh Châu Khệ Nam quyết định đến Hàng Châu, núi Thiên Trúc cầu tự. Quả nhiên sau đó phu nhân ông sinh được một đứa con trai, đặt tên Châu Nải Huân. Châu Nải Huân sinh ra không lâu thì cha của cậu qua đời, cho nên họ đã dọn đến bờ Tây ở. Mẹ à, Nải Huân thật thông minh nha, chỉ cần xem qua một lần là có thể đọc thuộc hết quyển sách luôn đó. Châu Nải Huân từ nhỏ đã theo anh rể học tập, có tài nhìn qua không quên, cho nên năm cậu 17 tuổi đã có công danh rạng rỡ. Vì vậy người ở vùng Tích Trung đều nghe đến tên của cậu. Do cuối thời Thanh loại bỏ chế độ khoa cử, Châu Nải Huân đến trường chuyên khoa lý Thượng Hải học về sinh vật lý hóa, sau khi tốt nghiệp trở thành thầy giáo. Có lần khi lên lớp dạy, Châu Nải Huân thấy học trò không cẩn thận làm chết con vật nhỏ, trong lòng thấy rất buồn. Từ đó về sau, quyết định ăn chay trường, quy y Tam Bảo, bắt đầu niệm Phật. Nhưng do lời khuyên của mẹ, cậu lại tiếp tục dạy học. Đồng thời vào ngày nghỉ, vì các học trò của mình giảng Phật Pháp. Châu Nải Huân đặc biệt rất hiếu thuận với mẹ. Người đồng hương đều công nhận cậu là người con hiếu thảo. Tuy mọi người nói mình là hiếu thảo, nhưng mà mẹ bệnh lâu rồi mà vẫn chưa khỏi nữa. Mình không thể bệnh thay cho cha mẹ được, thì làm sao được gọi là hiếu thảo chứ. Thế là vào một buổi sáng, cậu dậy sớm thắp nhang lạy Phật và cắn ngón tay lấy máu. Lấy máu viết ra 6 chữ lớn: Nam Mô A Di Đà Phật. Và nguyện cùng người niệm Phật đồng sinh cực lạc quốc, thấy Phật liễu sanh tử, như Phật độ tất cả. 20 chữ lớn này hy vọng xin cho mẹ được khỏe mạnh. Hôm đó bệnh của mẹ cậu tự nhiên được khỏi hoàn toàn. Mọi người đều nói lòng hiếu thảo của cậu cảm động trời. Niệm Phật có thể giải nguy. Dân quốc năm 44-45, A Đạt Tử mới 3 tuổi. Lúc đó gia đình cậu ở trong một thôn nhỏ tại Bắc Thuận, Đài Trung. Bà ngoại của cậu bé là người duy nhất ở trong thôn đó tin Phật và niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoại ơi, ngoại đang niệm cái gì đó? À, Đạt Tử ngoan, bà ngoại đang niệm Phật. Niệm Phật làm gì vậy? À, Đạt Tử ngốc, bà ngoại niệm Phật, Bồ Tát sẽ phù hộ cho con bình an và mau lớn. Dạ. Bà ngoại đã xoa xoa đầu A Đạt Tử, sau đó lại tiếp tục niệm Phật. Và một buổi chiều nọ, A Đạt Tử đang chơi ở ngoài cửa. Vào lúc đó, không biết có một con heo nái từ đầu hùng hục chạy thẳng đến. Nó chạy hướng thẳng vào A Đạt Tử. Trời ơi! Trời ơi! Nguy rồi bà ngoại ơi! A Đạt Tử bị heo đụng xỉu rồi bà ngoại ơi! Bà ngoại ơi! Bà ngoại ơi! Bà ngoại ơi!
Bắt đầu từ hôm đó, A Đạt Tử hôn mê không tỉnh, đông tây y đều không tác dụng. 20 ngày sau thì cậu qua đời. A Đạt Tử ơi, người nhà đau buồn để A Đạt Tử trên đất ngoài phòng khách, đắp một cái bao bố lên người. Giấy chuẩn đoán chứng tử đã chuẩn bị xong, dự định trời vừa sáng thì đem chôn. Buổi tối hôm đó, bà ngoại cậu đau khổ tột độ, tiếp tục niệm Phật. Nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa cháu tội nghiệp bị mất, bà đã không chịu được, nói với Bồ Tát: A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, tại sao người không bảo vệ con? Trong thâm sớm gần đây, chỉ có mình con tin Phật, niệm Phật. Mọi người đều cười con, người nghèo mà tin Phật, niệm Phật gì chứ? Sau này chắc họ sẽ càng cười con. Bồ Tát ơi, tại sao người lại không bảo vệ con? Nói xong rồi, bà ngoại cậu bé đã khóc rất thảm thiết. Mơ mơ màng màng đã đi lên giường ngủ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến A Đạt Tử, xoay qua xoay lại nhưng vẫn ngủ không được. Khoảng hơn 4 giờ khuya đêm hôm đó, bà cậu bé đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng từ trên không trung chiếu thẳng vào phòng khách. Ánh sáng vàng vô cùng sực sỡ. Trong giây phút đó, bà đã nghe được tiếng khóc rất là lớn của đứa cháu đã mất. Hiện thi thể cũng đã cứng nhắc, bất động 20 ngày qua. Đạt Tử, Lan ơi, tới đây. Má, có chuyện gì vậy má? Bà cậu bé và cô con gái tên Lan vội chạy đến phòng khách xem, chỉ thấy hai tay của A Đạt Tử đang xé rách cái bao bố ở trên người mình ra. Hai người họ vô cùng vui mừng, vội vàng bế cậu bé lên tay, rót cho một ít nước. Điều kỳ lạ là A Đạt Tử quả nhiên có thể uống nước. Sáng sớm ngày hôm sau, họ đã bồng A Đạt Tử đến Bắc Thuận khám bác sĩ. Bác sĩ cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao chết rồi có thể sống lại được? Kêu họ nhanh chóng đưa A Đạt Tử đến bệnh viện Đại Trung để tiến hành điều trị. Sau đó, A Đạt Tử đã bình an qua khỏi cửa sinh tử. Đến khi cậu bé xuất viện trở về nhà, bác sĩ đã hỏi bà cậu bé: Tôi đã niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bà đã trả lời với vị bác sĩ đó như vậy. Bà dùng tấm lòng thành tâm niệm Phật, không những cứu được cháu trai của mình, đồng thời với sự cảm ứng rất chân thực và thần kỳ đó, đã cảm hóa được nhiều người tin Phật, niệm Phật. Niệm Phật được tiếp dẫn. Đời Thanh có một lão phu nhân, bà có tên là Lý Hiển Trinh. Bình thường bà rất thích niệm Phật, đồng thời cũng rất từ bi và ăn chay. Trong thôn có một thánh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, sớm tối bà đều đến bái lạy. Mẹ sắp đi lạy Phật hả? Không phải sáng sớm đã đi rồi hay sao? Mẹ không có sợ mệt hay sao vậy chứ? Niệm Phật thì không có chê nhiều, mà lạy Phật thì không có mệt đâu con ạ. Vậy mẹ,
Mẹ đi thì con sẽ đi với mẹ, được không? Ừ, được. Lão phu nhân lạy Phật niệm Phật, trước nay đều rất thành tâm. Một hôm, lão phu nhân đột nhiên ở trong nhà đã hướng lên trời cung kính bái lạy. Con trai của bà thấy vậy, vội vàng chạy đến hỏi: À, mẹ, mẹ muốn lạy Phật hả? Con sẽ đưa mẹ đến thôn ngay. Con trai à, nhanh chóng mau đến bái lạy chung với mẹ. Một bên vừa nói, một bên lão phu nhân kéo con trai mình để cùng lễ Phật với bà. Mẹ, trong nhà ta không có tượng Phật đâu. Hay cha, Quan Âm Bồ Tát cao như vậy, trang nghiêm như vậy, con không có thấy sao? Sau đó rất nhiều lần, lão phu nhân luôn nói mình thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đã đến nhà. Lần nào bà cũng đều rất cung kính bái lạy. Một hôm bà nói với con trai: Con à, Quan Âm đại sĩ nói rất nhiều lần kêu mẹ đi với người đó. Con trai bà nghe xong rồi nói: À, nếu Bồ Tát đã đến rồi á, còn phải mau vô kinh thành để mua đồ để cúng dường nữa chứ. Lão phu nhân trả lời con mình: Tùy có tốt, nhưng mà e là không kịp rồi. Không kịp hả? Không đâu mẹ ơi, con sẽ về ngay thôi mà. Thế là con trai bà đã đi vào thành. Khi mua đồ trở về thì thấy mẹ mình đã ngồi rất trang nghiêm, diện mạo rất trang nghiêm rạng rỡ. Sau đó cậu mới biết lão phu nhân đã được Phật tiếp dẫn lên kim đài rồi. Niệm Phật được an lạc. Vậy là các anh không hiểu rồi. Uống rượu thì phải ăn thịt này, như vậy thì mới ăn đúng mùi vị chứ, đúng không nè? Nè, đợi tôi làm thịt xong rồi thì mời các anh uống với tôi một ly nha. Từ Lôi sống ở năm đầu dân quốc, thường cậu rất thích uống rượu, đặc biệt là rất thích sát sanh. Tuy bạn bè của cậu thường xuyên khuyên can, nhưng mà cậu không nghe. Cho đến một hôm vào buổi tối nguyên đán năm dân quốc thứ 9, lúc này Từ Lôi đã uống say khướt, hiện ngáy pho pho ở phòng khách, chìm vào giấc ngủ mê mê màng màng. Bất giác cậu ta lại đi đến địa ngục. Có hai con quỷ dữ đang dùng một cái cây lớn đập thẳng vào người của một phạm nhân, nhìn trông rất tàn nhẫn và khủng khiếp. Từ Lôi lên trước nhìn xem. Ờ, trời ơi, đó không phải là thân thể của mình hay sao chứ? Trong lúc hoảng sợ mới cảm nhận phần lưng của mình bị đập mạnh, đau quá kêu lên một tiếng. Trong lúc đó trong không trung truyền đến âm thanh như vậy: Tỉnh lại trong tiếng niệm Phật, cậu ta mới biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng khi cậu sờ vào lưng, nhức đến không thể chịu nổi. Từ đó về sau, Từ Lôi sửa đổi tính xấu, chuyên tâm học Phật niệm Phật. Mỗi ngày cậu đều niệm A-di-đà Phật, đồng thời đọc Hoa Nghiêm Kinh, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Có một lần cậu ấy bệnh rất nặng, vẫn kiên quyết ngồi đọc kinh. Do cậu có chí cầu tiến như vậy, cho nên khi cậu đọc kinh, trong không trung thường xuất hiện một vần ánh sáng giống như là mặt trăng. Có một buổi tối, Từ Lôi nói với vợ mình:
ngày mai Bồ Tát sẽ đến đây để đón tôi đó. Bà nhớ quét dọn sạch sẽ ngoài sân, đốt nhang chuẩn bị đón tiếp nha. Vợ cậu nghe xong thì làm theo y vậy. Ngày hôm sau, Từ Lôi tắm xong, thay quần áo sạch thì ngồi ngay ngắn niệm Phật rồi chết. Từ Lôi một lòng niệm Phật sám hối, sớm đã thoát khỏi khổ hình địa ngục, cầu xin nơi Tây Phương Tịnh Độ. Phật là Đại Y Vương. Cho hỏi Thẩm tiên sinh có nhà không? Có, nhưng mà hôm nay người thì khá đông. Mời ông qua bên kia ngồi nghỉ chờ chút nha, được không? Xin chào lão bá. Lão bá đến xem bệnh hả? Đúng vậy đó. Tôi nghe nói y thuật của Thẩm đại phu rất giỏi, lại có lòng hướng thiện nữa. Dạ đúng vậy. Thẩm tiên sinh là người rất tốt. Lần trước tôi tới, thấy ông không những không nhận tiền của bệnh nhân mà còn tặng cho mỗi người một bao gạo lớn nữa đó. Đúng thật là một đại phu hiếm có đó. Tôi còn nghe người làm ở đây nói Thẩm tiên sinh còn là một người tin Phật, niệm Phật nữa đó. Vậy thì chả trách ông ấy từ bi như vậy. Dạ đúng như vậy. Vị bác sĩ tốt bụng, có lòng từ bi cứu người, tên là Thẩm Trung Húc, là người vào thời Triều Thanh. Vào năm cậu 25 tuổi, thầy tử đã qua đời. Từ đó, cậu chuyên tâm tu trì pháp môn Tịnh Độ. Tại những ngôi miếu, đầu phố, cuối phố, cậu viết nhiều Phật hiệu và cách ngôn tịnh thế, khuyên hóa mọi người niệm Phật. Nếu như cậu gặp bệnh nhân bệnh nặng, Thẩm Trung Húc thấy trong lòng không vui, rất khó mở lời nói với bệnh nhân. Nghiệp chướng con rất nặng, tôi không có đủ khả năng để cứu ông đâu, cũng không có cách nào khác nữa hết đó. Không mà, Thẩm tiên sinh, ông nhất định phải cứu tôi đó. Tôi thật sự không còn cách nào khác nữa hết. Thẩm tiên sinh à, mọi người đều nói ông rất từ bi, ông nhất định phải cứu tôi, nhất định phải cứu tôi. Không còn cách nào khác nữa, vậy thì ông nhất định cần phải niệm Phật thôi. Anh niệm Phật hả? Nếu niệm Phật, bệnh tôi sẽ khỏi sao? Đúng vậy đó. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có một vị Phật hiệu là A Di Đà. Nếu như ông có thể dùng tâm chân thành niệm một câu danh hiệu của Phật á, thì có thể tiêu diệt tội trong 8 kỷ tiếp sinh tử. Như vậy, ông có tin điều này hay không đây? Bệnh nhân gật gật đầu. Thẩm tiên sinh nắm tay bệnh nhân và tiếp tục nói. Vậy thì ông có thể niệm câu A-di-đà Phật không? Nếu như ông thật sự có thể niệm Phật, vậy thì bệnh của ông vẫn có thể hy vọng được chữa trị khỏi đó. Thế là bệnh nhân làm theo lời Thẩm tiên sinh, tập dần thói quen niệm Phật. Sau đó, ông mới kê đơn thuốc cho người bệnh. Điều kỳ lạ là, sau khi người bệnh niệm Phật lại uống thuốc của Thẩm tiên sinh cho, thì nhanh chóng căn bệnh nặng đã từ từ được khỏi hẳn. Do đã phối hợp tông giáo và sức mạnh của lòng tin, cho nên phương thuốc của Thẩm Trung Húc luôn luôn đặc biệt linh nghiệm. Cho nên những người theo ông hướng về cửa Phật càng ngày càng nhiều hơn. Niệm Phật khai trí tuệ. Vào thời Thanh, tại vùng tên là Trực Lệ, có người đàn ông họ Dương,
vì anh ta ngờ ngờ nghệch nghệch, nên mọi người gọi anh ta là Dương Đầu Ngốc. Một mình anh ta ở trong túp lều tranh rách nát. Nè Dương Đầu Ngốc à, đây là tiền tôi bán rau còn dư lại, cậu lấy đi ăn một bữa no đi. Nè bà ấy cho cậu bao nhiêu vậy chứ, cậu có biết đếm hay không? Thiệt là tội nghiệp quá, cho tiền mà không biết đếm nữa cho nên mới bị. Thì bởi mới gọi là Dương Đầu Ngốc đó. Có một vị Trần Đạo Nhân biết được chuyện của chàng Dương Đầu Ngốc, đã đến túp lều của cậu ta, đưa cậu trở về nhận làm đồ đệ. Đầu Ngốc à, đây chính là cây chổi có thể quét bụi đó. Dạ, quét bụi. Nè, mỗi sáng khi con thức dậy cần phải quét cho thật sạch nghe. Dạ, quét sân. Đúng, sau khi quét xong thì đi lượm củi xong ta dạy cho con niệm Phật. Niệm Phật. Mỗi ngày Dương Đầu Ngốc đều học quét sân lượm củi. Khi tối đến thì Trần Đạo Nhân dạy cậu niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi lần Dương Đầu Ngốc niệm Phật đều không rành rọt. Với lại niệm rồi thì ngủ say luôn. Đồ đệ đầu ngốc, sao con lại ngủ? Đã ngốc như vậy rồi còn không biết cầu tiến nữa. Như vậy buổi sáng quét sân lượm củi, tối đến niệm Phật hơn 100 lần, rồi bái lạy thời gian một cây nhang. 3 năm trôi qua, có một buổi tối. Dương Đầu Ngốc đột nhiên cười lớn tiếng. Trần Đạo Nhân cho rằng đồ đệ ngốc này lại muốn lười biếng nữa, liền lấy cây trúc dài chuẩn bị đánh cậu ta. Nhưng Dương Đầu Ngốc đột nhiên nói: Sư phụ ơi, hôm nay người không thể đánh con được. Trần Đạo Nhân cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi nguyên nhân. Cậu ấy trả lời sư phụ rằng: Sư phụ ơi, người khổ hạnh 18 năm nhưng không biết phương pháp tu hành. Nếu như người có thể giống như con, thành thật lại Phật niệm Phật thì đã sớm giảng sinh Tây Phương gặp Phật Tổ rồi. Trần Đạo Nhân cảm thấy Dương Đầu Ngốc hôm nay rất kỳ lạ, nhưng ông ta lại không hiểu hàm ý lời cậu nói. Ngày hôm sau, Dương Đầu Ngốc đi lên đỉnh núi, hướng về phương Tây, rồi chắp tay niệm Phật, đứng mà giảng sanh. Sau khi hỏa táng, còn có xá lợi tử sáng chói. Dương Đầu Ngốc thành tâm niệm Phật, thật sự không hề ngốc chút nào. Niệm Phật cứu u minh khổ. Trương Nguyên Thọ là người Sơn Tây, nhà cậu làm nghề giết gà mưu sinh. Cha, mẹ, chúng ta có thể đổi nghề khác được không vậy? Đổi nghề à? Trời ơi, nghề này làm quen rồi, tại sao lại phải đổi chứ? Cha, sát sinh nói chung là không có tốt đâu. Không tốt à? Trời ơi, Thọ Nhi à, bọn gà vịt này chúng sinh ra để cho người ăn, với lại con không giết chúng, sao chúng đầu thai siêu sinh được chứ? Đúng vậy Thọ Nhi, con không tới giúp cha mẹ, còn nói những lời này, con yên tâm, mẹ của con đều có niệm Phật cầu siêu cho chúng. Nhưng mà... Đủ rồi, đừng có nói nữa, cha đang bận. Nguyên Thọ, đứa con hiếu thảo, chỉ đành nén nỗi đau vào trong lòng, âm thầm hy vọng cha mẹ sớm ngày không làm nghề sát sinh nữa. Không lâu cha mẹ cậu đều qua đời,
Trương Nguyên Thọ bắt đầu sám hối sát nghiệp. Nguyên Thọ huynh, huynh đang làm cái gì vậy? À, là Trương huynh hả? Hiện giờ tôi đang tạc tượng Phật nè. Trương Nguyên Thọ đã tạc hoàn thành một tượng Phật A-di-đà cao 3 thước. Một lòng một dạ cúng dường lễ bái, niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, hiệp vọng đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ để cứu song thân. Một hôm, Trương Nguyên Thọ nằm mơ, mơ thấy căn phòng tràn đầy ánh sáng. Trong ánh sáng có 20 mấy người, tướng mạo vô cùng nghiêm trang ngồi trên đài sen. Trong đó có 2 người nói với Trương Nguyên Thọ: Nguyên Thọ, bọn ta là cha mẹ con. Tuy lúc còn sống cha mẹ cũng từng niệm Phật, nhưng mà sát nghiệp của cha mẹ quá nặng, nên sau khi chết bị đày xuống kêu oán địa ngục. Tuy bị đày dưới địa ngục, nhưng nhờ có sức mạnh của niệm Phật, tuy bị sắc nung nóng và khổ hình ống đồng nóng, nhưng chỉ cảm thấy giống như nước lạnh thôi. Hôm qua có một vị sư phụ xuất gia đến thuyết pháp, 20 mấy người này cùng nhau chịu khổ đó. Nghe thầy ấy giảng Phật pháp đều đã rời khỏi địa ngục, sắp được giảng sinh nơi đất Phật rồi. Cũng do nguyên nhân như vậy, cho nên mẹ đặc biệt đến nói với con. Sau khi nói xong, 20 mấy người này đều đi đến Tây Phương. Nhờ đại hiếu niệm Phật của Trương Nguyên Thọ mới giúp cha mẹ thoát khỏi nỗi khổ địa ngục, giảng sinh nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật hóa giải nóng phiền. Nè, quan thở rèn. Trời ơi, huynh bẩn thiệt đó. Đã khuya vậy rồi mà còn chưa nghỉ sao? Hết cách rồi, đang làm gấp đây nè. À, tại Đàm Châu Hồ Nam thời Tống, có một người sinh sống bằng nghề thợ rèn. Mọi người gọi anh là Hoàng Thợ Rèn. Nhà hoàng thợ rèn có mấy người sống rất vất vả, nên ngày ngày anh bận rộn việc rèn. Một hôm, có một vị tăng dân du tứ phương ngang qua nhà anh. Hoàng thợ rèn cúng dường sư phụ trà xanh và thức ăn. Sau khi sư phụ dùng xong thì nói với hoàng thợ rèn: Hôm nay tôi đã nhận được bố thí, không có gì để báo đáp, chỉ có một câu nói tặng anh thôi. Xin sư phụ cứ nói. Tại sao anh không tu hành? Tu hành là điều tốt, nhưng mà sư phụ à, cả ngày con bận rộn, làm sao mà tu hành được chứ? Không có thể tu hành được đâu. Có một phương pháp niệm Phật, dù anh bận đến đâu cũng đều có thể tu được. Hả? Phương pháp niệm Phật hả? Khi đập một cây búa rèn xuống thì niệm một tiếng Phật, thổi ống gió cũng niệm một tiếng Phật. Làm thường như vậy, chuyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật vào ngày cuối đời tất sinh nơi Tây Phương Cực Lạc. Ồ, niệm Phật như vậy con cũng có thể tu hành được hả? Đúng vậy đó. Hoàng thợ rèn nghe xong rất vui mừng, liền làm theo y lời của sư phụ dạy. Anh vừa rèn đồ lại vừa niệm Phật. Suốt ngày rèn đồ, suốt ngày niệm Phật. Vợ của hoàng thợ rèn thấy hoàng thợ rèn suốt ngày niệm Phật liền hỏi anh: Chàng ơi, rèn đồ cũng đã đủ mệt lắm rồi, chàng còn niệm Phật không phải là càng mệt hơn sao? Hoàng thợ rèn cười rồi nói: Trước đây ta rèn đồ ở bên lò rèn á, cảm thấy vừa nóng vừa phiền nữa. Còn bây giờ niệm Phật rồi á, không những không nóng không mệt nè,
trái lại còn cảm thấy thanh tịnh tự tại nữa. Thế là hoàng thợ rèn vẫn ngày ngày tiếp tục niệm Phật như thế. Nhiều năm trôi qua, có một hôm anh nói với vợ mình: Hôm nay ta phải về nhà thôi. Hả? Về nhà? Đây không phải là nhà của chàng sao? Nhà của ta ở Tây Phương. Vợ của hoàng thợ rèn cảm thấy rất tức cười nên mặc kệ anh ta. Lúc này hoàng thợ rèn vẫn như thường ngày, vừa rèn đồ vừa niệm Phật. Một lát sau, anh lấy một miếng sắt đỏ đang nung từ trong lò ra, vừa đập vừa nói: Tinh tinh tán tán, luyện lâu thành gan, thái bình gần kề. Ta đến Tây Phương, tinh tinh tán tán. Cũng vào lúc này, những người ở gần đó, từ không trung truyền đến tiếng nhạc du dương, âm thanh nghe rất là hay. Bên cạnh đó, còn ngửi được một mùi thơm kỳ lạ. Hoàng thợ rèn niệm Phật thật sự là tấm gương về người tu hành thời hiện đại. Phật là đại bảo tàng. Ta dùng Tân Định thời Đường thì ra là một nơi không hề biết đến Phật giáo. Cho đến một hôm. Bà, Tiểu Lục Tử, ông xem người đó kìa. Ông ấy mặt không giống chúng ta. Nhưng mà ông ấy đang đi về phía mình đó. A-di-đà Phật, tiểu bằng hữu. Ông tới rồi nè, chạy đi, chạy đi. Đợi mười với, đợi mười. Khi lần đầu tiên Thiếu Khang Đại Sư đến nơi này, trẻ con người lớn không những không niệm Phật, với lại cũng không biết cung kính người xuất gia. Sau đó, để quảng hóa chúng sinh có duyên, Thiếu Khang Đại Sư đã nghĩ ra một cách. Tiểu Lục Tử ơi, người đó lại tới nữa kìa. Tay ông cầm cái gì vậy? Là đồng tiền á. Tiểu Lục Tử, mười muốn ăn kẹo hồ lô. Lúc này Thiếu Khang Đại Sư đến trước mặt bọn trẻ, mỉm cười và nói với chúng: Nếu như ai có thể đọc được câu A-di-đà Phật, ta sẽ cho người đó một văn tiền. Hả? Một văn tiền? Trời. Tiểu Lục Tử ơi, mười muốn ăn kẹo hồ lô lắm hả? Làm sao? Tôi biết niệm nè. A-di-đà Phật á. Thế là Thiếu Khang Đại Sư làm theo lời hứa ban đầu, đã đưa một văn tiền đó tặng cho anh bạn nhỏ đã biết niệm Phật. Sau đó, ngày càng có nhiều bạn nhỏ biết niệm Phật hơn. Thiếu Khang Đại Sư lại nghĩ ra một phương pháp khác. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cần phải niệm 10 lần A-di-đà Phật thì mới được một văn tiền. Hả? 10 lần mới được một văn tiền? Trời ơi! Vậy con cũng niệm 10 lần luôn đó. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, Phật. Một năm sau đó, những người ở Tân Định, cho dù già trẻ, gái trai, người người đều biết niệm Phật. Bây giờ mọi người mới hiểu, đây mới chính là tài sản quý nhất. Không lâu đó, Thiếu Khang Đại Sư đã xây ngôi chùa tại Ô Long Sơn, dẫn dắt mọi người niệm Phật tu hành. Ấy, sư huynh có thấy gì không? Trong miệng sư phụ có tượng Phật đó. Đúng là kỳ diệu đó, tượng Phật bay ra từ trong miệng đó. Mỗi lần khi mà Thiếu Khang Đại Sư niệm Phật, tất cả mọi người đều thấy từng tượng Phật từ từ bay ra từ trong miệng ông. Niệm một tiếng có một tượng Phật, niệm 10 tiếng có 10 tượng Phật. Tượng Phật giống như niệm những hạt châu, kết nối với nhau, sáng rực và rất trang nghiêm. Thiếu Khang Đại Sư không những dùng phương pháp kỳ diệu độ hóa người Tân Định học Phật, với lại còn lấy hiểu biết về Phật giáo của mình để tăng lòng tin của mọi người.
đúng vào tháng 10 năm 21 Trinh Nguyên. Trên người Ngài xuất hiện dần sáng kỳ lạ, sau đó niệm Phật từ từ viên tịch. Người đời phong Ngài là Liên Tông Ngũ Tổ. Niệm Phật có thể bán khổ. Năm đầu dân quốc, tại Trước Giang Từ Khê có một bà lão. Nhà của bà không những rất nghèo khó, đồng thời còn có một người con trai rất bất hiếu. Một hôm, bà lại bị con trai trách mắng, trong lòng rất đau khổ, liền chạy đến ngôi chùa gần đó kể khổ với sư phụ. Sư phụ à, con thật là khổ. Bà đã biết thế nào là khổ, tại sao bà không chịu bán khổ đi? Bán khổ đi? Bán khổ là như thế nào? Chỉ cần bà chăm chỉ niệm Phật thì có thể bán khổ đi đó. Bà lão nghe xong lời sư phụ nói, khuôn mặt bà trở nên rạng rỡ. Nhưng mà bà chợt suy nghĩ thì bà lại trở nên buồn bã. Sư phụ à, nhà con vừa nghèo lại vừa nhỏ, giường và bếp đều ở trong một gian nhà rách nát, với lại dưới giường con còn nuôi heo, làm sao mà có thể niệm Phật được? Điều này thì không có sao hết. Ở nhà chỉ cần bà thành thâm mà niệm Phật thôi, còn những lúc rảnh rỗi á, bà cứ nhớ lên chùa lạy Phật là được. Sau khi bà lão nghe xong, bà đã vui vẻ trở về nhà. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Cả ngày không thấy mẹ ở đâu á, chưa ai làm cơm tối đó, mẹ có biết không? Trong lòng bà lão đang niệm Phật, đến bên bếp lửa, nhóm lửa chuẩn bị làm cơm. Bắt đầu từ hôm đó, bà quyết tâm bán cái khổ đi. Ba năm sau đó, một hôm, bà lão đột nhiên đến nói với con trai của mình. Con à, mẹ phải đến thế giới cực lạc rồi. Hôm mà mẹ ra đi thì con cần phải ở nhà lo liệu mọi việc cho mẹ đó nghe chưa. Con trai của bà đã không tin những lời của bà vừa nói. Phải đến mấy hôm trước khi bà lão giáng sanh, con của bà đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm rất kỳ diệu. Ôi thơm quá à. Mùi hương thơm ở đâu vậy ta? Không biết ai đốt nhang nữa chứ. Con trai của bà lão tìm đi tìm lại, nhưng mà không tìm được nơi đốt nhang. Lúc này cậu đột nhiên nhớ tới lời của mẹ nói. Hả? Có lẽ lời của mẹ nói là sự thật đó. Sau đó con trai của bà đã ngồi đợi ở nhà. Anh thấy mẹ của mình đã tắm xong và thay quần áo sạch sẽ, rồi ngồi với tư thế nghiêm trang, khoan thai niệm Phật và ra đi. Bà lão đã thành tâm niệm Phật, không những bán đi cực khổ, đồng thời có thể dự đoán thời điểm bình yên giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phật là ngọn đèn sáng. Vào thời Minh, ta dùng có tên gọi Ứng Thiền. Tên ở kế bên đang niệm Phật, đã đến canh năm rồi, bắt đầu làm việc thôi. A Phúc à, mỗi lần nghe tiếng niệm Phật của Cố Nguyên tiên sinh kế bên, thiếp luôn cảm thấy... Trời ơi, thiệt là kỳ lạ, nghĩ nhiều là cái quái gì. Hắn niệm Phật của hắn, ta giết heo của ta. Nhưng mà A Phúc à... Trời ơi, đừng có nhiều chuyện mà, ta đi giết heo đây. Mỗi ngày vào đúng canh năm,
Cố Nguyên luôn thức dậy đúng giờ, gõ gõ cái mỏ, lớn tiếng đọc kinh niệm Phật. Và ông đồ tể kế bên cũng ngay vào thời gian này tiến hành giết heo. Một hôm, tên đồ tể không nghe tiếng niệm Phật nên đã dậy trễ. Hắn đã rất giận trách mắng cô vợ của mình. Lúc đó, vợ của hắn liền nói rằng: "Chàng không nghe tiếng của người tu hành đó hàng ngày đều niệm Phật hay sao? Chỉ có mỗi mình chàng là không biết sát sinh là có tội, trái lại còn trách tiếp nữa, lý lẽ ở đâu chứ?" Đồ tể nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc đó, bên tai còn nghe rất rõ tiếng niệm Phật từ kế bên vọng sang. Một hôm, đồ tể đột nhiên giác ngộ được. Cũng là người như nhau. Người ta mỗi sáng thức dậy đều tu hành niệm Phật, làm việc thiện. Nhưng còn mình, 365 nghề, nghề gì không làm, tại sao lại làm nghề sát sinh như vậy chứ? Tục ngữ có câu nợ mạng phải trả mạng, thật đáng sợ quá đi. Mình không thể tiếp tục mê muội như vậy được nữa. Không lâu, đồ tể quyết định không làm nghề sát sinh đó nữa. Lúc đó có rất nhiều đồ tể cũng từ từ đổi nghề khác. Mỗi ngày canh năm, Cố Nguyên vẫn thức dậy gõ mõ đọc niệm Phật. Một danh hiệu Phật giống như ngọn đèn trí tuệ chiếu sáng sự tăm tối trong lòng chúng sanh. Sau đó, khi Cố Nguyên sắp giảng sanh, cả căn phòng đều tràn ngập hương thơm của hoa sen. Mọi người đều rất kinh ngạc, nhưng Cố Nguyên vẫn điềm tĩnh giống như mọi khi. Ông ta từ từ nói với mọi người: "Ta ngồi trên hoa sen đã hơn nửa tháng nay rồi. Ta nhìn thấy Phật A-di-đà tràn đầy khắp thế giới hư không. Cả thế giới đó toàn là màu vàng. Phật A-di-đà đã mỉm cười với ta và dắt ta, còn lấy cà sa đắp lên người ta nữa. Và ta quyết định giảng sinh nơi Tây Phương." Lúc này con trai của ông khóc và nói: "Cha, cha đi rồi, mọi người phải làm sao đây?" Cố Nguyên cười và nói: "Con cho rằng ta sống hay là ta đã chết? Mặt trời mọc từ hướng đông và nó lặn ở phía tây. Đó thật sự là hạ màn sao?" Sau khi nói xong, Cố Nguyên đã chọn ra một thời gian, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo tươm tất, ngồi nghiêm trang, sau đó giảng sinh. Hương thơm của hoa sen kéo dài suốt 3 ngày liền mới từ từ tan biến đi. Niệm Phật có thể kéo dài tuổi thọ. Tại Thái Thương Giang Tô thời nhà Thanh, có nhà họ La. Một buổi tối nọ, là phụ nhân sắp lâm bồn. Là lão già ngồi đợi hoài, đợi mãi, đã ngủ thiếp đi. Ai vậy? Tới ngài. Là lão già mở cửa ra, thì ra là một vị xuất gia. Ông ấy nói mình sẽ tạm thời ở lại nơi này. Là lão già liền mời sư phụ đó vào trong nhà. Đột nhiên vào lúc này, ông nghe tiếng của trẻ con khóc. Một lát sau là lão già chợt tỉnh dậy. Hả? Thì mới biết vừa rồi mình đã nằm mơ. Vào sáng sớm hôm đó, là phu nhân đã sinh ra Dũng Mai. Sau khi là Dũng Mai lớn lên, từng tham bái Bích Nham lão nhân, sau đó chuyên tâm niệm Phật. Là Dũng Mai trước nay thân thể yếu, nhiều bệnh.
Vào mùa thu năm nọ, cậu ta đã bệnh sức nặng, đang nằm trên giường trong lòng nghĩ ngợi. Bệnh của mình á, e là sẽ không khỏi đâu. Với sức khỏe yếu như vậy á, không biết có thể làm được điều gì có ích không đây nữa. Vào lúc đó, trong không trung đột nhiên phát ra âm thanh này. Thanh Liên cư sĩ, tuổi thọ của con còn 12 năm, tại sao lại nói không làm được gì? Điều vô cùng kỳ lạ là sau khi sự việc này xảy ra, bệnh của cậu đột nhiên khỏi hẳn. Cho nên cậu tự đặt cho mình là Thanh Liên cư sĩ. Lúc đó người đồng hương có rất ít người biết niệm Phật, cho nên là Dũng Mai trước tiên đề xướng xây dựng 3-4 niệm Phật xa ở trong thôn. Từ đó phong trào niệm Phật trở nên rất thịnh. Ngoài nhiệt tình khuyên người khác niệm Phật, là Dũng Mai cũng rất thích đi bố thí. Cho dù là phóng sinh hay là cứu nạn, cứu đói, cậu đều sẵn sàng cứu giúp. 12 năm thoáng chốc cũng sắp đến rồi. Một mùa thu năm nọ, bệnh của La Dũng Mai lại tái phát. Những người đồng hương đều rất lo lắng. Làm sao đây, bệnh của La cư sĩ lại nặng nữa rồi. Xem ra thì lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng bản thân La Dũng Mai lại không lo lắng chút nào. Vào buổi tối nọ, có một vị thần diện mạo rất trang nghiêm đến trong giấc mơ của La Dũng Mai và nói: Thanh Liên cư sĩ, ông đã khuyên người khác tu hành pháp môn tịnh độ, công đức rất lớn, bây giờ tuổi thọ của ông đã được kéo dài. Sau đó La Dũng Mai sống đến 71 tuổi, tuổi thọ kéo dài 19 năm. Khi ông biết được thời gian mình sẽ được giáng sinh nơi Tây Phương Cực Lạc, ông đã để lại vài câu nói. 71 tuổi kéo theo túi da, bây giờ bỏ xuống tự do biết bao. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật làm mưa cam lộ. Hà lão gia, lần này ông lại lên núi nữa Đúng vậy, tôi đi hái một ít thuốc mà. Hả? Ông không sợ trên núi có cọp hay sao? Cọp hả? Đúng vậy. Làm gì có chứ. Từ lúc có một người xuất gia đến núi đó, ngọn núi vốn có đầy cọp, mà cũng không biết chúng đi đâu hết rồi. Hả? Điều này thật là kỳ lạ. Có lẽ vị sư phụ đó có pháp thuật gì đó, cho nên mới đuổi được những con cọp đi hết chứ. Không. Nghe nói những con cọp đều trở thành đệ tử của sư phụ đó rồi. Hả? Chắc là đạo hạnh của thầy ấy chắc là rất cao thâm hả? Trường Minh nằm Long Khánh thứ 5, tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Do Tông, Liên Trì Đại Sư đi đến dần thề. Ngọn núi này cọp luôn là mối hiểm nguy, nhưng mà sau khi được Đại Sư giảng kinh và cho bọn chúng ăn, bọn cọp không còn hại người nữa. Những người dân sống ở gần đó trong lòng đều thấy rất cảm kích. Một năm, ở đây xảy ra hạn hán. Trong lòng người dân rất lo, không biết phải làm thế nào. Trời ơi, ông trời ơi, xin mở lòng từ bi, cho chút mưa đi mà. Đúng vậy, nếu tiếp tục như vậy chúng tôi phải sống sao đây? Khi tất cả mọi người đang buồn sầu và rất lo lắng, đột nhiên có người nhớ đến Liên Trì Đại Sư sống ở trong núi. Thế là mọi người vội vàng lên núi
đi tìm Liên Tri Đại Sư. Sư phụ à, xin mở lòng từ bi đi, giúp chúng con cầu mưa, xin ông trời đi, cho chút mưa đi mà. Dạ đúng, dạ đúng. Đại sư ơi, đạo hạnh ngài cao thâm, xin ngài làm pháp thuật cho chúng tôi đi. Đúng vậy, đúng vậy đó. Xin ngài dạ. từ bi, xin ngài từ đúng bi. Liên Tri Đại Sư nhìn mọi người đang lo lắng, sau đó nói: Ta không có pháp thuật, ta chỉ biết niệm Phật mà thôi. Mọi người nghe xong lời đại sư nói, vẫn hết mực gian xin, cầu xin đại sư mở lòng từ bi, cầu mưa vì người dân. Do mọi người hết mực cầu xin, Liên Tri Đại Sư đi đến đồng ruộng đã bị khô hạn lâu năm. Ngài vừa đi dọc quanh đồng ruộng, ngài vừa gõ mõ tụng kinh niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vào lúc này, theo bước chân của Liên Tri Đại Sư, cuối cùng thì mưa cũng đã rào rào rơi xuống rồi. Quá rồi, cuối cùng trời cũng mưa rồi. Có nước rồi, có nước rồi. Không ngờ tiếng niệm Phật của đại sư lại cao minh hơn cả pháp thuật nữa. Mọi người rất đổi vui mừng, vô cùng kính trọng Liên Tri Đại Sư. Mọi người cùng nhau cung phụng sư phụ, hỗ trợ đạo tràng. Sau đó người xuất gia theo Liên Tri Đại Sư ngày một nhiều hơn. Cuối cùng ở đây đã trở thành khu Đại Tùng Lâm. Nửa tháng trước, Liên Tri Đại Sư giảng sinh, ngài đã từ biệt với các tăng nhân. Ta không ở đây nữa. Nửa tháng sau, ta phải đi đến một nơi khác. Vạn lịch năm thứ 43, giờ ngọ, mùng 4 tháng 7. Quả nhiên, theo như ngày tháng ngài đã nói, giảng sinh Tây Phương hưởng thọ 81 tuổi. Đại sư đạo cao đức trọng, người đời sau tôn xưng là Tịnh Độ Tông đời thứ 8. Niệm Phật lên liên đài. Đời Tống có vị Từ Giác Thiền Sư. Khi ngài vẫn còn thơ ấu thì cha đã qua đời. Ngài và mẫu thân Trần Thị phải nương nhờ vào người cậu. Sau đó Từ Giác Thiền Sư xuất gia. Ngài luôn muốn báo hiếu cho mẹ mình nên đã mời Trần Thị đến trường Lư Tự phụng dưỡng. Ở trong chùa làm cái gì tốt đây? Con trai lại không nói chuyện với mình, chỉ dạy mình niệm Phật thôi. Trần Thị vô cùng buồn sầu. Nhiều lần bà đã mượn cớ nói chuyện với Tự Giác Thiền Sư, nhưng mà Thiền Sư tránh không gặp mặt. Cuối cùng bà đành phải miễn cưỡng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm rồi lại niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Trần Thị càng ngày càng chuyên tâm niệm. Lúc này bà cũng không nhớ con nữa, cũng không thích nói chuyện. Mỗi ngày bà đều thành tâm niệm Phật. Niệm Phật hay thiệt đó. Tại sao trước đây mình không hiểu điều này? Cứ như vậy bà đã niệm được 7 năm. Trần Thị quả nhiên an lành giảng sanh trong tiếng niệm Phật. Lúc này Tự Giác Thiền Sư tự nói với mình: Người làm con như mình cũng xem như đã tận hiếu rồi. Sau đó Thiền Sư khởi xây Liên Hoa Tịnh Hội quảng khuyến quần chúng. Dù là người xuất gia hay là cư sĩ tại gia đều cùng tu niệm Phật, đồng thời yêu cầu mọi người tự mình rèn luyện niệm A Di Đà Phật, từ trăm tiếng tăng lên ngàn tiếng, từ ngàn tiếng tăng lên vạn tiếng, và còn hồi hướng phát nguyện giảng sinh nơi cực lạc quốc độ.
Trong thời gian pháp hội, một hôm đột nhiên có người mặc đồ trắng đến, diện mạo trang nghiêm. Người ấy khoảng 30 mấy tuổi, hành lễ rồi nói với thiền sư: "Tôi muốn gia nhập Liên Hoa hội, làm phiền sư phụ viết tên của tôi vào đi." Từ Giác thiền sư lấy quyển sổ và hỏi cậu ta: "À, tên họ của cậu là gì?" Người mặc đồ trắng trả lời: "Phổ Huệ." Thiền sư đã viết tên cậu ta vào. Người mặc đồ trắng lại nói: "Còn nữa, sư phụ xin viết tên huynh trưởng của tôi vào luôn được không?" "Huynh trưởng của cậu họ tên là gì?" "Phổ Hiền." Sau khi nói xong thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Từ Giác thiền sư tỉnh dậy mới biết được người trong mơ mình thấy là hai vị đại sĩ Phổ Huệ Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Liên Hoa tịnh hội của Từ Giác thiền sư không chỉ cảm ứng hai vị thánh đức, đồng thời còn là những người gần xa đều tới nơi đây niệm Phật tu hành, cùng lên liên đài. Niệm Phật phóng quang minh. Đời Đường có một vị đạo ngang pháp sư, một lần khai giảng kinh ở Hàng Lăng Sơn Tự. Giảng đến trời nhá nhem tối, lại không có đèn cầy thắp sáng. Lúc này những người nghe kinh, có người thì đang nghĩ: "Trời ơi, tôi thui à, không có thấy chữ gì hết á." "Đúng vậy đó, trời tối mù mù à, ai đi đốt cây đèn đi." Và lúc này đạo ngang pháp sư đưa tay mình cao lên, tay của ngài đột nhiên phát sáng, đã thắp sáng cả một ngôi chùa. Những người ở đó đều rất kinh ngạc. Chà, thật là kỳ diệu, tay của sư phụ phát sáng kìa, mọi người nhìn đi. Đúng vậy, thiệt là kỳ lạ, giống như ánh sáng mặt trời vậy đó. Đạo ngang pháp sư nhìn mọi người đang kinh ngạc, bình thản nói: "Ánh sáng này vốn sẵn có, sáng soi chiếu diệu, không có điều gì kỳ lạ hết." Đạo ngang pháp sư bình thường tin vào tịnh độ nơi Tây Phương Cực Lạc. Trinh Quang năm thứ 7, đạo ngang pháp sư nói với người bạn Tri Giao: "Vào đầu tháng 8 này có thể đến tiễn ta đi không?" Vào đúng thời gian đã định, đệ tử khắp nơi đều vội đến. Đạo ngang pháp sư ngồi trang nghiêm. Và lúc này lò hương tự nhiên phát ra một mùi hương kỳ lạ. Đạo ngang pháp sư trước tiên dẫn đệ tử thọ giới Bồ Tát. Không lâu, bỗng có tiếng nhạc du dương từ từ vang đến. Một đoàn thiên nhân hùng hậu đã tập hợp ở trên trời. Đạo ngang pháp sư nhìn qua rồi nói: "Đây là thiên chúng ở cung trời Đâu Xuất đến đây đón ta. Nhưng trước nay lòng tin của ta là tịnh độ nơi Tây Phương Cực Lạc. Làm thế nào tội nguyện cho ta?" Vừa mới nói xong, thiền nhân thiền nhạc biến mất không thấy nữa. Lúc này diệu âm hương hoa nơi cực lạc thế giới cũng từ từ đến, như đám mây màu sắc bay ở trên đầu của mọi người. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy cảm thấy rất thích thú. Đạo ngang pháp sư nói với mọi người: "Mọi người chăm chỉ niệm Phật. Hiện nay tịnh độ nơi Tây Phương Cực Lạc đã hiển linh đến đón ta đi. Ta phải đi rồi." Sau khi nói xong, đạo ngang pháp sư đã bình thản yên tịch trên pháp tọa, giảng sanh về An Lạc Quốc.
Niệm Phật kết thiện duyên. Đời Tống có vị Văn Nhạn Bác tiên sinh, từng làm quan đến chức thái sư, lại được hoàng thượng phong là Lộ Quốc Công. Có một lần ông đến Long An tự thiết trai cúng dường sư phụ. Khi ông đến đại điện để lễ Phật, đột nhiên thấy một tượng Phật được đặt trên điện, do lâu năm nên bị hư, đã rớt xuống đất. Văn Nhạn Bác không muốn hành lễ nữa, ông chỉ chiêm ngưỡng bằng mắt, sau đó bỏ đi. Do lúc này có vị sư phụ đứng kế bên liền hỏi ông: Văn cư sĩ à, tại sao không lạy Phật vậy? Sư phụ à, tượng Phật đã hư rồi, tôi còn lạy là cái gì nữa? Văn cư sĩ, bác Hiền Đức trước đây có nói một ví dụ như vậy nè. Giống như là đất sét ở trên đường, nếu có người đào nó ra khỏi mặt đường, lấy nó đắp thành tượng đất dựng ở bên đường, lúc này những người đi đường đều nhìn thấy, người có trí huệ thì biết ngay đó là đất được đào lên. Người bình thường á thì lại nói có thêm một tượng đất nữa. Sư phụ nhìn thật kỹ Văn Nhạn Bác, rồi ông lại tiếp tục nói: Cũng vào lúc này có một viên quan, ông quan đó sắp đi ngang qua con đường này. Vậy là có người nhanh chóng đem tượng đất sét đập bỏ, đắp lại con đường. Tượng Phật trước đây vốn không có, bây giờ cũng không có, không nhiều cũng không ít. Con đường này cũng không phải mới làm, không tăng cũng không giảm. Văn Nhạn Bác nghe lời sư phụ, lúc đó trong lòng ông đã tỉnh ngộ, cho nên tâm hướng Phật lại càng kiên cố. Ông chuyên tâm niệm câu A Di Đà Phật, cho dù trời sáng hay đêm tối, cho dù là đang đi hay là đang ngồi, trước nay không hề lơ là. Đồng thời Văn Nhạn Bác còn thề sẽ quảng kết 100.000 người đồng sinh tịnh độ. Ý, nhiều người quá, định đi đâu vậy? Huynh không biết sao, hiện ở trong thành của chúng ta, tịnh độ pháp hội có đến 100.000 người lẫn đó. Hả, thật sao? Sau đó, Văn Nhạn Bác và Tịnh Nghiêm Pháp Sư ở kinh thành tập hợp hơn 100.000 người cùng niệm Phật tu hành. Lúc đó, có nhiều sĩ đại phu đều bởi vì tham gia tịnh hội này mà họ đã được cảm hóa, bắt đầu chuyên tâm niệm Phật, cầu xin tịnh độ. Niệm Phật chắc chắn được giảng sanh. Đời Đường có Tăng Huyền Pháp Sư là người ở Tịnh Châu. Học vấn và phẩm đức của Ngài đều được nhiều người ngưỡng mộ. Vào năm Ngài 96 tuổi, Ngài đã đọc được quyển An Lạc Tập mới bắt đầu hồi tâm niệm Phật. Tôi đã 96 tuổi rồi, nếu như không chuyên tâm niệm Phật e là sẽ không kịp nữa. Thế là Tăng Huyền Pháp Sư đã sớm tối bái lạy Phật 1.000 lần, niệm Phật 8 đến 9 vạn lần. Niệm Phật chuyên tâm như vậy niệm được 5 năm. Một hôm Tăng Huyền Pháp Sư bị bệnh, đã nói với đệ tử của mình: Phật A Di Đà đến rồi, đồng thời cho ta một bộ hương y. Hoàng Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đi ở phía trước, và vô số Bồ Tát nữa đầy khắp hư không. Lần này ta phải đi rồi. Nói xong, vị pháp sư 101 tuổi
đã vãng sinh rồi. Lúc đó, một mùi hương kỳ lạ qua 7 ngày vẫn không hề tan biến. Sau đó, hai người tận mắt thấy sự việc, đó là Khởi Phương và Diên Quả Pháp Sư, trong thời gian kiết hạ tại Ngộ Trinh Tự, chuyên tâm niệm A-di-đà Phật. Đồng thời, họ đặt lên tay tượng Quan Âm một cành dương xanh tươi, phát nguyện nói: Nếu có thể phát sinh nơi đất Phật, 7 ngày sau, cành dương sẽ không khô héo. Bảy ngày trôi qua rồi, cành dương không những không khô héo mà ngày càng xanh tươi. Cho nên hai vị pháp sư rất vui mừng, càng cố gắng hơn. Từ sáng đến tối đều luôn nghĩ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Năm tháng sau, trong lúc quán tưởng đã đến Tây Phương Cực Lạc, họ đã nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đang ngồi trên đài sen lớn. Đồng thời có hàng ngàn hàng vạn hoa sen. Phật A-di-đà ngồi trên bông hoa sen lớn nhất, ánh sáng rực rỡ. Hai vị pháp sư hướng về Phật hành lễ, sau đó nói: Diêm Phù Đề chúng sinh, y kinh niệm Phật có thể giáng sinh Cực Lạc quốc độ không? Không cần nghi ngờ, quyết định được giảng sinh nơi Cực Lạc quốc độ. Sau đó, hai vị pháp sư lại được nghe Thích Ca Mâu Ni Phật và Văn Thù Bồ Tát cùng đọc Pháp Hoa Kinh. Ngoài ra, họ còn thấy rất nhiều người niệm Phật giảng sinh. Sau khi hai vị pháp sư tu trong quan tưởng xuất định, đã kể với các đệ tử tu về cảnh tượng đó. Các con phải chuyên tâm niệm Phật. Những lời sư phụ nói tất cả đều là sự thật. Hai vị pháp sư Khởi Phương và Diên Quả, vào lúc này họ đã cùng nhau giảng sinh nơi Tây Phương Cực Lạc. Phật là Đại Pháp Dương. Huệ Diễn Đại Sư, Sư Tổ của Tịnh Độ Tông, Đồng Tấn Thái Nguyên Hiếu Vũ Đế năm thứ 9 đã đến Lư Sơn. Lúc đó nơi đây vẫn còn rất hoang vu. Huệ Diễn Đại Sư dùng tích trượng trong tay mình đập đập xuống đất, sau đó nói: Có nguồn nước ở đây. Đột nhiên một nguồn nước trong lành từ trong đất ào ạt chảy ra. Thế là Huệ Diễn Đại Sư đã ở lại Lư Sơn. Tịnh xá đặt tên là Long Tuyền Tự. Đại thúc ơi, cho hỏi, không biết mọi người đang định đi đâu vậy? Nghe nói Huệ Diễn Đại Sư ở Lư Sơn, bọn ta định đến đó đây. Vậy tôi đi với mọi người có được không? Được chứ. Cảm ơn nha, cảm ơn. Sư huynh ơi, đệ muốn đến Lư Sơn y chi diễn công, không biết... Huynh cũng sớm có ý này, hay là chúng ta cùng đi với nhau? Những người muốn được Huệ Diễn Đại Sư giảng dạy ngày càng nhiều. Nhiều người dù gần hay xa đều đến Lư Sơn, vì đại sư cư trú trong khu rừng ở dãy núi phía tây. Cho nên trong ngọn núi này tất cả đều là người niệm Phật. Mọi người đều hy vọng có một đạo tràng rộng rãi vững vàng. Một hôm đại sư giảng Niết Bàn Kinh, cảm ứng được Sơn Thần cũng đến đây nghe Phật Pháp. Lúc đó Sơn Thần quyết định dùng lực thần của mình hỗ trợ đạo tràng. Ê, sao tự nhiên trời nổi sấm chớp mưa vậy? Ê, thật là kỳ lạ. Sao mưa chỉ hướng về phía đông khu rừng vậy?
Sau khi cơn mưa lớn dứt, phía đông Lư Sơn đột nhiên xuất hiện một khoảng đất trống rộng lớn. Đồng thời, số gỗ cần cho việc xây dựng cũng được chuẩn bị sẵn. Sự việc này đã được Thái Thú Giang Châu Hoàng Y Tiên Sinh biết được. Đạo đức và trí tuệ của Diễn Công thật khiến người ta khâm phục. Ta phải dâng tấu lên triều đình, xin lập tự cho Diễn Công tại Lư Sơn Đông Lâm. Năm 11 Thái Nguyên, Lư Sơn Đông Lâm tự dưới sự mong mỏi của mọi người cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đại diện của Đông Lâm tự được gọi là Thần Vận Điện. Sau đó, cả đời Diễn Công đều ở Đông Lâm tự giáo hóa chúng sanh, thành tâm niệm Phật. Trước khi Huệ Diễn Đại Sư giảng sinh, Phật A Di Đà đã nói với ông: "Ta lấy duyên bổn nguyện lực đến an ủi ngươi. Sau 7 ngày nữa, giảng sinh nơi nước của ta." Quả nhiên, Đồng Tửng An Đế Nghi Hy ngày mùng 6 tháng 8 năm thứ 12 viên tịch trong thế ngồi niệm Phật, thọ 83 tuổi. Người đời sau tôn là Liên Tông Sơ Tổ. Niệm Phật được khai thị. Đời Đường có Pháp Chiếu Đại Sư, đời thứ tư của Tịnh Độ Tông. Đại lịch năm thứ hai, Đại Sư đang ở tại Dân Phong Tự ở Hành Châu. Một buổi sáng nọ, Đại Sư đang dùng cháo, đột nhiên nhìn thấy bát mình những đám mây ngũ sắc rực rỡ. Khi nhìn thật kỹ càng, trong mây còn có núi có nước, còn có một tòa Đại Thánh Trúc Lâm Tự vô cùng nghiêm trang. Ý, ông không biết đây là chỗ nào? Cách ngày Đại Sư lại thấy cảnh tượng kỳ diệu đó trong bát cháo của mình. Hỏi người khác thì mới biết là thánh địa của Văn Thù Bồ Tát, Ngũ Đài Sơn. Sau đó, Pháp Chiếu Đại Sư đã tình cờ gặp được một người. Người này hỏi ông: "Ngài từng phát nguyện đến hành lễ Ngũ Đài Sơn, tại sao đến bây giờ vẫn còn chưa đi?" Thời tiết rất là khó khăn, e là phía trước khó khăn trùng trùng, cho nên đành phải bỏ ý định thôi. Nếu có quyết tâm thì có thể đi, có khó khăn gì mà phải sợ. Sau khi Pháp Chiếu Đại Sư nghe xong, không biết phải trả lời thế nào, đột nhiên chỉ trong thoáng chốc không thấy người này đâu nữa. Trong lòng Đại Sư nghĩ, cơ duyên như vậy thực sự kỳ diệu, cho nên ngài bắt đầu phát nguyện lại. Pháp Chiếu, hôm nay phát nguyện lễ bái Đại Thánh, dù lần này có lửa lớn sông băng cản trở, cũng quyết không bỏ cuộc. Đại lịch năm thứ tư, Pháp Chiếu Đại Sư đã cùng mấy người đồng đạo cùng tiến đến Nam Nhạc. Quả nhiên trên đường đi rất thuận lợi. Mùng 6 tháng 4 năm đại lịch thứ 5, nhóm người của Đại Sư đã đến Phật Quang Tự ở Ngũ Đài huyện. Canh tư đêm hôm đó, một luồng ánh sáng kỳ diệu từ nơi xa chiếu đến. Luồng sáng chiếu vào người Pháp Chiếu Đại Sư. Hả? Tại sao lại có ánh sáng kỳ lạ như thế này? Đại Sư đi theo luồng ánh sáng đó, đi đến dưới một chân núi. Dưới núi có con suối, bên con suối có cửa đá, bên cửa có hai vị đồng tử. "Tôi là Thiện Tài đồng tử." "Tôi là Nang Đà đồng tử." Pháp Chiếu Đại Sư đi theo hai vị đồng tử đi đến một ngôi tự viện. Ngài ngẩng đầu nhìn lên, trước chùa có tấm bảng vàng lớn viết là Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Dưới đất trong viện lót vàng, đồng thời có rất nhiều cây hoa đài ngọc
trong bảo tháp. Ơ, đây không phải là cảnh tượng mình thấy trong bát hay sao? Đại sư vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Từ từ bước vào giảng đường. Trong đó, Văn Thù Bồ Tát ở phía Tây, Phổ Hiền Bồ Tát ở phía Đông, đều ngồi phía trên bảo tọa sư tử, thuyết pháp cho ngàn vạn đại chúng. Lúc này Pháp Chiếu Đại Sư liền lễ bái hai vị đại sĩ và thỉnh giáo hai vị đó. Đại Thánh, Phật Pháp mênh mông, không biết tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất? Văn Thù Bồ Tát trả lời rằng: Niệm Phật là cách thiết yếu nhất. Sau khi Pháp Chiếu Đại Sư nghe xong lại hỏi: Phải niệm như thế nào? Phật A-di-đà trên thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nguyện lực của vị Phật này bất khả tư nghị. Người chỉ cần một lòng niệm A-di-đà Phật, mạng chung sẽ được giảng sinh, vĩnh viễn không thối chuyển. Nói xong câu này, hai vị Đại Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền xoa đầu thụ ký cho Đại Sư. Sau đó, Pháp Chiếu Đại Sư càng chuyên tâm niệm Phật hơn, thề nguyện cầu sinh cực lạc quốc độ. Một hôm, Đại Sư đang niệm Phật, đột nhiên nhìn thấy một vị tăng nhân Ấn Độ nói với mình: Hoa sen của Ngài đã thành tựu rồi, 3 năm nữa sẽ nở. 3 năm sau đó, Pháp Chiếu Đại Sư nói với mọi người: Ngài ra đi. Nói xong, Ngài ngồi ngay ngắn, ngồi mà giảng sinh. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.